We gotta move now. Bắn ở đây. Từ từ nhé các bạn, mình sẽ vào trước cái phần option đã. Ở đây thì các bạn có thể thấy, nếu các bạn đã chơi từ trước phần 1 phần 2 thì các bạn thấy là nó là cái phần set option này giống hệt cái phần 2 đúng không nào? Cho nên là có lẽ mình không cần nói nhiều, bởi phần 2 mình nói có lẽ là cũng khá là chi tiết rồi. Game này rất là nhẹ, không quá nặng bởi vì nó cũng ra khá là lâu rồi. Cho nên là mình nghĩ là máy của ai cũng có thể đó là max setting được cái tựa game này thôi. Subtitle enable control. Quan trọng nhất là cái phần move mouse sensitivity à. Các bạn sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp nhất với cái cách dê chuột của các bạn. Được chưa nào? Đại khái vậy thôi. Còn video thì chỉ cần có cái resolution này là quan trọng thôi. Điều chỉnh cho nó phù hợp với máy tính của các bạn là được. Còn lại những cái này thì các bạn nên để mặc định. Được chưa nào? Mình để no hết. Đấy nào. Rồi. Một quả tên lửa bay vào tung tòa nhà. Bây giờ đi đất đá chui lại vào trong ngay, vỡ đầu bây giờ. Ôi giời. Ui da. Càng đét các bạn. Đấy rồi. Let's go. Đấy nào. Dùng quá các bạn ạ. À. May hả vậy? Chỗ đông quá các bạn ơi. Bắn giật như điên các bạn ơi. Lên nào. Đặc điểm của những tựa game tương tự như này thì các bạn nhớ đó là nếu mà bạn không lên ấy thì quân địch sẽ không bao giờ hết. Các bạn nhớ điều nói á, cho nên các bạn nó xuất hiện những cái điểm như thế kia rồi ấy thì các bạn phải dâng lên để cho đồng đội các bạn đi theo, được chưa nào? Không các bạn cứ đứng tại chỗ thì nó không bao giờ hết đâu. Các bạn sẽ bắn mãi thôi. Quân địch sẽ cứ lần lượt kéo đến. Còn ai nữa? Okay. Đây là chúng ta có quả rocket các bạn ạ. Mình sẽ lấy súng khác nhé. Đi đâu? Chưa rồi. Ủa súng này giật lắm các bạn ơi. Gì vậy? À cái thùng xốp. Súng này giật lắm các bạn ơi. Sao tay nó bắn được, what the fuck. Ây ôi, đau. Có lấy súng này đây, súng kia giật lắm. Ây á, đau. Lên nhé các bạn. Đi nào, follow theo anh chàng này. Ta lại đi theo anh ta. À, săn man người cát này. Gì đấy? À, bắn xuyên tường rồi. Cái gì? Rock. Ô, cái đạn các bạn ơi. Đấy nào. Khó nhìn quá, khó nhìn quá. Mình vẫn chưa quen lắm với cái đồ họa ở tựa game này. Còn ai bắn nữa? Ê, đứa nào ở đâu vậy? Ê. Dưới đường bắn lên à? Đúng rồi các bạn ơi. What the fuck? Đó, đi đâu ai à?
Vẫn còn à? Vẫn còn đây. À, không được, không được, không được. Chết chết. Mình vẫn chưa thấy nó ở đâu các bạn ạ. À? Có gì quá. May là bởi. Được rồi, các anh chàng đồng đội của chúng ta nào. Nó đi đường nào ấy? Thế này à? Ê, sập nhà. Ơ, nhầm đường à? À đây, đây, đây. Multiple voices, alley behind the door. Frost, toss a nine bag. À, ném flat bang. Boom. Dễ vậy. Bé AK bắn thử các bạn. AK này có cái bắn đấy các bạn ạ. Đây, bắn lưu đạn này. Shooters in the store below. Switch them off. Roger that. Đợi gì nữa, chiến thôi. Game bắn súng mà lại còn hold on, kiểu mệt quá đi. Còn nó nào không kìa? Ây à. À, nó vào. À, hold được gì à đây. Holy net. Holy net. Đâu á, đâu á, đâu á, đâu á, đâu á, đâu á. Nằm xuống, nằm xuống ngay. Rồi, màn hình hết đỏ, chúng ta lại đứng lên và chiến tiếp. Ở đâu nhỉ? À đây. Ok. Xong rồi. Đồng đội các bạn. Hold on fire. Lên nào, lên nào, lên nào. À đây, đây, bọn nó đâu, bọn nó đâu. À! Chết rồi, sắp hết đạn rồi các bạn ơi. Hả? Đáp quả nết, bad bop. Ơ, à, nữa. Ai, 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 ai. Có ra, có ra. Mình cần đạn các bạn ơi, không biết lấy đạn ở đâu rồi. Clear chưa mày? Ui, bắn, bắn. Hôi xong quả nết. Á, à, không kịp chạy các bạn ơi. Khó làm ăn nhờ. Ui, làm chạy lại từ đây luôn ngờ. Hụ. Flat. Sợ anh chưa? Sợ anh chưa? Sợ anh chưa? Nằm xuống ngay. Ném không ạ? Bao nhiêu thương lại dành hết cho em này. Lý mày. Chưa được, chưa được.
Xin chết các bạn ơi. Như pháo hoa vậy. Rồi. Cho mày quả pháo hoa. Cho quả pháo hoa nữa này. Hết rồi. Còn một quả nết thôi. Không, em không chơi kiểu Nhật đâu. Đội mình cứ ngồi đây với thằng đần vậy. Ra bắn đi. What the fuck? Ngồi đây à? Cướp chỗ. Easy. Gì anh Biến? Được rồi, tiến về Sài Gòn nào. Gì vậy? A. Trong này đông ấy nhỉ? Còn chưa chết nữa, khỏe vậy. Trong này nhìn nó khó các bạn ơi. Nhìn khó ở bên ngoài kia nữa. Ui, nó bắn ở đâu vậy? Nó bắn ở đâu vậy? Đâu thế? Sợ quá. Mày sao vậy? Send more play. Càng đông càng ít. Quên, càng đông càng vui. À, có thằng ngay trước mặt mình. Ôi mày. Đây là địa bàn của anh. Ơ, không thể ra được à? Lên top, lên trên. Đi đừng chen nữa, đừng chen, trời ơi. Quá trưởng nó bắn. Xin chết các bạn ơi. Xin chết đúng nghĩa đen luôn. Ủa, nó đông như kiến vậy, clear cái gì mà clear. Lên nào, lên nào, lên nào. À, bắn trộm mình rồi. À, ui ôi, cái gì mà bắn trộm, cái gì là bắn ngay trước mặt mình mà mình không biết luôn kìa. Vãi trường thật. Thôi, trải nghiệm game đến đây thôi. Thật đau đầu quá đi. Cái tựa game Modern Warfare 3 này. Cá nhân mình sau khi mình chơi xong thì mình đánh giá cái Modern Warfare 3 này có cái gì đó chứ nó hơi thua thiệt so với cả phần 1, phần 2 vậy này. Tuy nhiên là cái hãng Activision họ đuối hơi thế. Chơi cảm giác nó chẳng đã như trước nữa. Được rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game Call of Duty Modern Warfare 3. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.